Diễn viên Ngô Thanh Vân đón tuổi mới hôm 26 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh bên một số người bạn thân thiết. Cô mặc đồ theo phong cách những năm 2000 với áo Toro, quần ống suông, buộc tóc cao hai bên. Nghệ sĩ rất yêu thích màu trắng và thường diện trang phục đơn sắc, thiết kế đơn giản. Khi xuống phố đi chơi, người đẹp chọn phong cách tôn chân dài, eo thon với áo crop top, quần short. Các phụ kiện gồm giày thể thao, túi xách, mắt kính tăng thêm vẻ cuốn hút, năng động. Quần jean ống loe phối với áo thun basic, trang phục áo sát nách là lựa chọn mang đến sự thoải mái khi dạo phố cho cô. Ngô Thanh Vân cũng thể hiện phong cách đầm thắm qua kiểu đầm đơn sắc, dán suông hoặc váy hai dây nữ tính. Khi đi làm, khi đi công tác nước ngoài, cô cũng có những trang phục lịch lãm. Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Nổi lên với hình tượng đã nữ sau thành công của phim Dòng máu anh hùng vào năm 2007, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như là Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Sông Lan. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2020. Năm ngoái, Ngô Thanh Vân cho ra rạp Trạng Tí Phiêu Lưu Ký đầu tư 43 tỷ đồng. Sắp tới, cô phát hành dự án Thanh Sói, có Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên, Rima Thanh Vi cùng tham gia diễn xuất.